Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh F3 Review Xe. Và hôm nay một mẫu xe Giant tiếp tục được tung lên để cho anh em có thể tham khảo và lựa chọn những mẫu X-Cap, những mẫu City và những mẫu chạy trong thành phố hợp lý nhất với mình. Thì Giant X-Cap luôn luôn là một trong những cái lựa chọn hàng đầu cho những anh em nào muốn xe lướt chạy trong phố. Và vì vậy nên F3 sẽ tung rất nhiều sản phẩm của X-Cap lên để cho anh em lựa chọn. Và đây cũng là một mẫu mới, một bản phiên bản 2021 mà trên màn hình các anh em đã xem. Đó chính là bản X-Cap 2 với bản X-Cap 2D 2021, đó là tên gọi của Giant. Chúng ta có thể nhìn thấy trên màn hình đó chính là với thiết kế khung thì cũng không khác gì so với dòng họ của X-Cap cả. Tuy nhiên nó khác một số các chi tiết về cấu hình cũng như một số chi tiết về nước sơn. Với chiếc Giant X-Cap 2D bản 2021 này thì chúng ta có thể nhận thấy đó chính là với nước sơn màu tím than, màu xanh tím than và sơn mờ nha các bạn. Nó sẽ tạo cho chiếc xe có độ khỏe khoắn hơn rất nhiều. Với cá nhân tôi thì tôi rất thích với màu nước sơn như thế này. Nó không quá sáng cũng như là không quá tối và nó vẫn tạo cho chiếc xe của chúng ta có độ điểm nhấn ở trên chiếc khung và có được độ trường của chiếc xe và có được độ thoáng của chiếc City. Đấy là một trong những ưu điểm của mẫu sơn cũng như là mẫu thiết kế khung của chiếc X-Cap này. Và còn nữa thì chúng ta vẫn có đó chính là tem X-Cap chúng ta được viết lên đây. Và mã vạch là điều luôn luôn quan tâm của F-X-Buy khi nhập khẩu về. Và chữ Giant cũng được viết ở đây, cũng giống như các dòng họ X-Cap khác. Chiếc X-Cap 2D 2021 này chúng ta đang review đó chính là size M. Với size M này thì cao khoảng 1m7, 1m68 đến 1m75 chạy là đẹp nhất với size M này. Và với chiếc khung của chiếc X-Cap 2D bản 2021 này thì chúng ta vẫn là có mối hàn ở đây nha các bạn. Anh em cũng có thể thấy đó là khung của chiếc X-Cap 2D này đang sử dụng đó là khung nhôm với chất liệu khung nhôm đó là 6061. Và về phần trên chiếc khung thì với chiếc màu này thì chúng ta có thể nhận biết rõ hơn. Đấy chính là nhà sản xuất đã thêm một cái chi tiết rất là nhỏ, tuy nhiên thì thể hiện được đó là sự trau chuốt cũng như là quan tâm đến người tiêu dùng. Một mảng băng dính dán ở đây để đảm bảo cho chiếc xe của chúng ta không bị xích văng đập vào đây gây ra xước chiếc khung cũng như là dầu xích bắn bẩn những chiếc khung và chúng ta lau chùi một cách dễ dàng. Thì đấy cũng là một trong những cái chi tiết mà Giant luôn luôn quan tâm đến khách hàng và lấy được cái lòng tin cũng như là được nhiều khách hàng sử dụng. Và vẫn có rất là nhiều ốc chờ ở đây cho anh em để anh em có thể lắp chắn bùn hay các ba ga cho chiếc Giant X-Cap 2D này. Và chúng ta sẽ lên dàn đầu như thường lệ ở các video khác thì chúng ta sẽ lên dàn đầu để xem với chiếc Giant X-Cap D này 2021 khác gì so với những bản tiền nhiệm trước đó. Với chiếc Giant X-Cap 2D này chúng ta đang có bốt tăng và ghi đông vẫn là bốt tăng ghi đông nhôm với bản phi nhôm của ghi đông đó chính là 31.8 và chiều dài của bốt tăng rơi vào khoảng 6cm. Chúng ta đang có một bộ tay bấm Shimano với 8 tầng lip, đây là mã mới. Có lẽ là tôi nên xem mã của nó là gì. Nó chính là M315 nha anh em và sản xuất tại Indonesia với tay bấm số Shimano này. Tay bấm số Shimano này thì nhà máy được đặt ở Indonesia và mã của nó là M315 với 8 tầng lip phía sau và chúng ta đang có 2 tầng đĩa phía trước. Và chúng ta cũng có luôn một bộ tay nắm của Giant. Tuy nhiên thì tay nắm này là tay nắm bằng nhựa thôi nha anh em. Bằng nhựa nhưng cũng khá là chắc chắn và có độ tì rộng ở đây để anh em có thể tì nó đỡ mỏi tay cũng như tê tay hơn so với những tay nắm tròn. Và chúng ta nếu như mua chiếc xe này thì có thêm đó chính là một bộ tay phanh dầu của Techtro. Thì với những bản X-Cap thì thường đa phần là đang sử dụng tay phanh, nếu như phanh dầu thì sử dụng của Techtro với độ bật tốt và đã được kiểm chứng với chất lượng của Techtro thì cũng khá là tốt và nhiều anh em tin dùng ở Việt Nam cũng như ở trên thế giới. Giant thì luôn luôn tặng cho anh em một chiếc chuông rất là chắc chắn và kêu to để đi trong đô thị. Với chiếc Giant X-Cap 2D này thì dây phanh và dây đề cũng đã được đi âm sườn rồi nha anh em. Ok,
Về chiếc càng thì nếu như so sánh kiểu dáng của chiếc càng thì nó có khác biệt hơn một chút so với cái bản XF1D 2021. Đó chính là nó là gióng càng thẳng xuống, vuốt to từ trên và nhỏ ở phía dưới. Còn về XF1D 2021 thì nó hơi cong một chút để tạo ra kiểu dáng nó hơi điệu đà một chút. Tuy nhiên thì với chiếc gian XF2 này, D này thì nhà sản xuất có lẽ là muốn nói lên nó chính là một chiếc xe nó nhìn nó khỏe khoắn hơn so với bản XF1. Và vẫn không thể quên được đó chính là với ốc chờ ở đây để chúng ta có thể bắt được chắn bùn. Chắn bùn thì chắn bùn dài chúng ta có hai loại, có thể bắt ở đây hoặc bắt ở đây được. Đấy là một cái đa dụng của chiếc Giant XF2D này. Và với một bộ vành nhôm hai lớp 700 của Giant XF2D bản 2021, chúng ta có vành nhôm hai lớp và có chân nan hoa là inox nha anh em. Và một bộ lốp khá to, bộ lốp này là 700x38C của Kenda. Tuy nhiên đây anh em có thể nhìn thấy chữ Kenda, tuy nhiên thì vẫn phải có chữ Giant ở đây bởi vì Kenda đang OEM cho Giant ở chiếc lốp này với mã lốp là 700x38C, khá là to nên anh em không lo là chạy nó bị sóc hay gì, nó sẽ êm hơn so với các lốp nhỏ của anh em. Và một bộ phanh đĩa dầu với phi là 160. Tôi sẽ không thấy ghi hãng Giant ở đây như các cái mã phanh khác. Tuy nhiên thì về cảm quan thì nhìn nó khá là dày dặn và chắc chắn với chiếc đĩa phanh này. Và chúng ta có một phanh củ phanh của dầu của Techtro, cũng như là Meyer khóa mở nhanh rồi nhá. Và một bộ Meyer nhôm khá là to bản ở đây nữa, chạy vòng bi thường nhá anh em. Và cái điều mà không quên được nữa đó chính là mã vạch của chiếc xe Giant XF2D này bản 2021 thì FXBuy luôn luôn có tem mã vạch đầy đủ cho anh em để yên tâm mua sắm. Tiếp theo là chúng ta sẽ về phần đùi đĩa của chiếc Giant XF2D bản 2021 này. Đây là một bản đùi đĩa to để dành cho chạy trong city. Có lẽ là mã này khoảng 48 răng to với bộ đùi đĩa này. Đó là đùi đĩa nhôm nha anh em. Đùi đĩa nhôm này được OEM bởi hãng Powell dành cho chiếc xe Giant XF2 này. Đây anh em có thể nhìn kỹ hơn chữ Powell được viết nhỏ ở đây. Đó. Thường thì Giant họ không muốn những cái hãng khác được đặt khóa to lên những chiếc xe của họ bởi vì nó là một thương hiệu khá lớn rồi. Giant là một thương hiệu khá lớn, vì vậy nên các hãng muốn đặt thì chỉ có M hoặc là đặt nhỏ như thế này thôi. Thì đấy là một cái điều mà Giant luôn luôn tạo ra. Nhiều khi chúng ta nhìn thoáng qua thì thấy là đùi này không có hãng, tuy nhiên thì nó vẫn là có hãng OEM tên tuổi. Chúng ta có một bộ gạt trước của Shimano Tourney anh em nhé, với hai tầng đĩa nhé, và cũng khá đa dụng với nhiều lỗ bắt gọng nước, cũng như là đây chúng ta có hai điểm bắt gọng nước cũng như là bơm để cho anh em đi xa hay đi phượt đều có thể sử dụng được với chiếc XF2D bản 2021 này. Về phía sau một chút thì với một bộ củ đề của Shimano Atus M310, đây cũng là một bản củ đề 8 tầng lip. Đây vẫn không phải là một bản mới nhất, tuy nhiên thì Shimano Atus M310 này thì chưa ra bản mới nhất của năm 2020, vì vậy nên vẫn đang sử dụng đó là bản mã này. Và với một bộ lip cũng là của Shimano HG với 34T răng to. Đây là một cái điều đặc biệt mà Giant XF mà luôn luôn update vào một số cái dòng XF để có sự đa dụng hơn. Đó là bùi đĩa phía trong, răng đĩa phía trong này luôn luôn to hơn hẳn. Đây là 34T để cho anh em có thể leo được nhiều dạng đầu dốc hơn so với là lip bình thường và chúng ta không có cái răng to như thế này. Và đây là lip thả nhá anh em, lip thả 8 tầng màu đen. Đó. Thì với cái bộ lip này thì anh em có thể yên tâm để leo những độ dốc khoảng 10 đến 20 độ là chiếc Giant XF này có thể chạy được rồi. Với mã của lip đó là HG31 8 tầng lip nha anh em. Phía sau thì chúng ta đang có đó là bộ xích. Này là bộ xích của Narrow. Bộ xích của Narrow xích 8 tầng. Và vẫn là một bộ vành nhôm hai lớp. Và một bộ chân nan hoa đó là inox với bộ Meyer nhôm có khóa mở nhanh và một bộ phanh dầu của Techtro, lốp của Kenda, tuy nhiên vẫn phải ghi chữ Giant ở đây với mã lốp đó là 700x38C. Với lốp này thì anh em dùng van này nhá, van Pháp nha anh em. Đó, với mã lốp và mã vành này thì chúng ta dùng van Pháp. Lên phía trên thì cọc yên thì cũng giống như các bản XF khác thôi, và kể cả yên nữa cũng
giống như các bản XF khác, không có gì thay đổi so với các bản XF khác. Và bê đan thì sẽ là bê đan nhựa. Ok, chúng ta sẽ đi thử bộ số này nhé. Với bộ số này thì đều là của Shimano rồi. Chúng ta chỉ có like một chút về phần đùi đĩa là của Prowell thôi, và phần xích của Naro thôi. Còn củ đề thì vẫn là của Shimano Atut 8 tầng lip, và lip thì là của Shimano HR31. Chỉ tất nhiên là chạy nó sẽ vượt mà rồi. Tuy nhiên thì anh em khi sử dụng bộ lip này thì nó sẽ có một cái, đó là khi anh em lên tầng cao nhất và khi thả xuống tầng này thì nó sẽ hơi có độ giật một chút. Đấy là nhược điểm của cái lip to đột biến so với những lip khác. Lợi thế của nó là anh em có thể leo dốc tốt, nhưng khi chuyển xuống lip này thì nó sẽ có độ giật nhất định. Vì vậy anh em phải lựa chọn, nó sẽ được cái này và nó sẽ mất một chút về phần như kia. Đó, tuy nhiên thì với tôi thì tôi vẫn sẽ lựa chọn những cái lip có to như thế này để chúng ta có thể chạy được nhiều địa hình hơn. Ok, như vậy là chúng ta lại tiếp tục đi tham khảo một mẫu nữa của Giant. Đây là cũng là một mẫu chạy trong thành phố rất là hợp với các bác, các anh hay là các bạn đi học. Với độ bền của Giant thì có lẽ là chúng ta không cần bàn đến trong video nữa rồi. Bây giờ sẽ chỉ là lựa chọn và giá mà thôi. Thì với mức giá khá là ưu đãi mà Fly đang có thì các bạn có thể cập nhật giá cũng như là khuyến mại ở trên website, hoặc là gọi điện dưới số hotline của chúng tôi để có được cái giá tốt nhất. Hotline tôi sẽ có thể để trên màn hình, hoặc là ở dưới video chúng tôi sẽ để thông tin chi tiết về cơ sở cũng như là hotline của Epic Buy chúng tôi. Còn bây giờ thì rất xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong những tháng năm qua cũng như là xem video. Bây giờ chúng tôi xin nói lời cảm ơn và hẹn gặp lại.